Xin chào các bạn. Minh Đường Tử Vi chúc các bạn bình an, vui vẻ và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp tháng 10 năm 2021 âm lịch. Chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi Tý. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi Tý âm lịch nhờ có nhiều cát tinh tề tự, đây có thể coi là một tháng với nhiều chuyển biến tốt đẹp đến với con giáp này hầu hết các phương diện đều có tin vui báo về. Nhìn chung tháng này vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, bản mệnh có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Tam hội còn đảm bảo các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Mặc dù có vẫn điểm báo kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Mọi thứ ngày càng thuận lợi, tài vận cũng tươi sáng hơn hẳn. Đặc biệt là thứ tài khởi phát mạnh, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho bản mệnh. Các nguồn thu nhập ngoài luồng tăng lên, bạn dễ nhận được khoản tiền bất ngờ. Tháng có đào hoa chiếu mệnh còn mang tới nhiều hỷ sự bất ngờ. Nhân duyên tốt lành giúp người độc thân đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tình yêu cho mình, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Tình cảm lứa đôi ổn định và vẹn tròn. Về phương diện sức khỏe, tuổi Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 10 âm lịch này. Bản mệnh được cắt tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi Sửu tháng 10 âm lịch này, người tuổi sửu có nguy cơ phải đương đầu với không ít sự cố và trục trặc. Vận trình tháng xa suốt, mọi việc diễn ra không được như ý ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và tinh thần của con giáp này. Nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Cạnh tranh ngày càng gay gắt lại có tiểu nhân quấy phá, dù bản mệnh muốn yên ổn làm việc cũng khó. Nhưng bản mệnh đừng vì vậy mà quá lo lắng chỉ cần bạn luôn bình tĩnh giữ vững vị trí công việc và kiên trì nỗ lực tiến lên thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi khi bạn không để những tác nhân bên ngoài cuốn đi thì mới có thể đủ sáng suốt để tháo gỡ khó khăn tháng này không có tài tinh chiếu mệnh đường tài lộc của bản mệnh khá ảm đạm người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại bởi sức lực có hạn nên chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bản mệnh rung động. Sức khỏe có dấu hiệu xa sút do căng thẳng và áp lực kéo dài. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, tuổi sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi dần. Tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, sự chủ động sẽ mang tới nhiều may mắn cho người tuổi dần trong tháng có nhiều sao tốt chiếu mệnh này. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều bởi quan hệ lục hợp thái tuế. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cắt vận mà thôi bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách song đó cũng là áp lực khá lớn đối với những chú hổ lúc này người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại bên cạnh đó tháng này nguyệt lệnh lâm đất tử dự báo về những hung hiểm luôn rình rập có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở ngăn cản bước tiến có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân vậy nên bạn đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ nhất là những người làm kinh doanh buôn bán nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều các tinh soi chiếu giúp chuyện tình cảm cũng có chuyển biến tích cực người độc thân vượng đào hoa sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi Mão. Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão đang có được sự tự tin khá lớn khi những việc bạn làm và theo đuổi đều đem về kết quả khả quan. Bạn đang dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó và đây cũng chính là động lực để tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Sự tự tin cũng giúp con giáp này đặt ra những đích đến cao xa và nóng lòng chinh phục tuy nhiên đừng quên lập kế hoạch cần phải dựa trên năng lực của bản thân chớ nên mơ ước quá viển vông mà tự tạo thành áp lực bên cạnh đó có thể vẫn có một vài chuyện rắc rối xảy ra nếu bạn quá ngạo mạn với những gì mình đang đạt được mà đâm ra chủ quan ngủ quên trên chiến thắng bạn càng tỏa sáng thì càng dễ lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân ganh ghét do đó lúc nào cũng phải chú ý thái độ và làm việc thận trọng để bảo toàn thành quả tài chính trong tháng đang trên đà tăng tốc có cắt tinh soi chiếu nên chuyện làm ăn của tuổi mão khá thuận lợi rất thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng thúc đẩy quan hệ với các đối tác với sự thông minh tài hoa và đặc biệt là biết giữ chữ tín của mình bản mệnh sẽ có thêm được nhiều dự án triển vọng cũng như cơ hội kiếm tiền tốt đẹp về phương diện tình cảm bản mệnh nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người khác giới bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen, chỉ là bạn có sẵn sàng mở lòng không, hay vẫn muốn đặt sự nghiệp lên trên tình cảm. Đáng chú ý, tình hình sức khỏe tháng này có phần xa suốt do có hung tinh tác động. Bạn có thể sẽ thường thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng. Hung tinh còn mang điểm báo tai họa, thậm chí bản mệnh còn gặp phải họa huyết quang, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc cần hết sức tập trung chú ý. tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi thìn. Chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, vận trình tháng mới của người tuổi thìn khá bất ổn, thăng trầm bất định. Mặc dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và trí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận nguyệt lệnh chơi xấu. Công việc tháng này gặp nhiều khó khăn và trở ngại, các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép. Về tài lộc, hung tinh xuất hiện khiến tài chính ảm đạm, có dấu hiệu tổn hao nặng nề thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát tiền mất tật mang tài khí sa sút nên bạn tốt nhất chớ nên tham gia vào các hoạt động đầu tư kẻo tiêu tán tài sản chuyện tình cảm của người tuổi này không hề dễ dàng trong tháng kỷ hợi này nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt người nhà nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn tới nữ mệnh tuổi thìn Phương diện sức khỏe có dấu hiệu giảm sút chủ yếu do áp lực tinh thần khiến bạn thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu, stress, ăn uống kém ngon, có thể bị sụt cân. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi Tỵ. Trong tháng kỷ hợi, người tuổi Tỵ đương đầu với cục diện tương xung thái tuế nên vận khí giảm mạnh, gặp nhiều trở ngại, khó được yên ổn. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Công việc liên tục xảy ra những trục trặc không tên. Áp lực tinh thần cũng ngày một lớn. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành đến nơi, đến giai đoạn cuối cùng lại gặp trắc trở, buộc phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó. Nếu không giữ được sự bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề vào lúc này, bạn sẽ càng gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn, khiến sự tín nhiệm của cấp trên vơi đi ít nhiều. Cạnh tranh cũng tăng lên, điểm báo tiểu nhân đeo bám khá rõ. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là nhờ nguyệt lệnh lâm, đế vượng, hỗ trợ nên chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái kết quả như ý. Tháng mới này hung tinh hoành hành, tài lộc của tuổi tỵ giảm sút khá nhanh, khó tránh khỏi tình trạng hao tài, tốn của. Tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án giang dở. Vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn người đến kẻ đi nhanh chóng, chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới vượt tầm kiểm soát của con giáp này. Có điểm báo chia ly, dạn nứt về tình cảm trong tháng, bạn nên có công tác chuẩn bị. Tinh thần áp lực và căng thẳng khiến sức khỏe của con giáp này đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Người tuổi tỵ nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi ngọ. Trong tháng 10 năm 2021 âm lịch, vận trình tháng của người tuổi ngọ có hung có cát có xuân sẻ có trắc trở. Bạn có cắt tinh chiếu mệnh, đón nhiều điểm sáng nhưng đồng thời hung tinh vẫn luôn rình rập, sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào. Nhờ sự giúp đỡ của nguyệt lệnh lâm đất lâm quan, đường công danh sự nghiệp của con giáp này thông thuận, đạt được nhiều thành tích đáng nể người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi vừa chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo hãy tự tin thể hiện tài năng không phải che giấu bất cứ điều gì nữa thời của bản mệnh đã đến tháng này bạn chỉ cần chú ý nắm vững thời cơ cố gắng tranh thủ làm trước người khác để giành thế thắng thì thành quả đạt được sẽ rất vẻ vang nếu có kế hoạch mới nên mạnh dạn thực thi dù có vất vả nhưng cơ hội thành công cực lớn công việc có chiều hướng phát triển tốt là thế song vận trình tài lộc của tuổi này có xu hướng giảm kém sắc hơn so với tháng trước khó tránh khỏi tình trạng tiền bạc hư hao thời điểm tài khí suy giảm này không thích hợp để mở rộng kinh doanh hay đầu tư quy mô lớn ở phương diện tình cảm nếu đang mong đợi những khởi sắc mới bạn có thể thất vọng vì mọi chuyện không có tiến triển gì đặc biệt trong tháng này người độc thân nếu muốn sớm có đôi có cặp cần tích cực và nhiệt tình hơn với người tuổi ngọ đã có gia đình nên quan tâm nhiều hơn đến người bạn đời của mình Sức khỏe của người tuổi ngọ trong tháng 10 năm 2021 không mấy ổn định, liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi mùi Theo dõi tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi mùi âm lịch, con giáp này đang có những lợi thế hết sức lớn lao trong tháng mới nhờ có sự hậu thuẫn của nhiều các tinh chiếu mệnh đây là một tháng mà sự dứt khoát và mạnh dạn sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn đừng quên nhé công việc có khá nhiều chuyển biến tích cực chẳng những mọi nỗ lực của bản mệnh đều được đền đáp xứng đáng làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu mà còn có cơ hội chinh phục đến những nấc thang quan trọng hầu hết những khó khăn trước đây được tháo gỡ nên con giáp này nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây tuy nhiên thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh cũng sẽ tăng lên điều này đòi hỏi bạn phải tự trau dồi kỹ năng kiến thức mới để theo kịp thời đại tháng này dù không có tài tinh chiếu mệnh nhưng nhờ có những tiến triển tốt đẹp trong công việc nên hứa hẹn thu nhập của mệnh chủ vẫn tăng đều tài chính được đảm bảo bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp ở thời điểm này hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh ngoài sức mình kẻo cuối cùng việc nào cũng lỡ dở thậm chí còn thua lỗ trong tháng mới, tuổi mùi có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình. Các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho những chú dê những mối quan hệ như ý. Về sức khỏe, bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua. Thay vào đó, hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn trưa đủ và ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe. Vì thế, đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi thân Trong tháng mới, người tuổi thân cần làm tốt chuẩn bị tâm lý bởi đây sẽ là một tháng nhiều thách thức và cả sóng gió với bản mệnh. Tháng này, bạn nhất định phải học cách giữ mình, tránh xa thị phi, tranh đoạt để không bị cuốn theo những vòng xoáy gây hại cho chính mình cục diện tương hại án ngữ làm đảo lộn mọi kế hoạch của những chú khỉ. Những toan tính trước đó của bạn có thể không theo kịp sự biến động của thời thế, hiệu quả công việc giảm sút đáng kể, làm giảm cả uy tín và hình ảnh cá nhân mà bạn nỗ lực xây dựng từ trước đó. Nhìn chung tháng này sẽ có nhiều việc không thực sự như ý, con giáp này cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề của chính mình hay do hoàn cảnh trước khi đưa ra lời phán xét nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi không ai hoàn hảo cả miễn là là bản mệnh biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng đây sẽ là một tháng không mấy thuận lợi và may mắn đối với người tuổi thân về mặt tài chính dù lương lậu ổn định nhưng chi phí cuộc sống lại tăng lên nhiều khiến các khoản chi ra vượt cả thu vào đồng thời những khoản đầu tư của bạn cũng dễ bị thua lỗ nên kinh tế lại càng thêm eo hẹp trong tháng nhân duyên của tuổi này khá vượng nhờ mộc dục cát tinh mang tới Cơ hội cải thiện tình cảm có nhiều nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những người đã kết hôn cần đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn hạnh phúc gia đình vì có thể sẽ xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của bạn. Sức khỏe của bạn không được như ý, nhất là những người bị bệnh mãn tính thì lúc này dễ trở bệnh. Bản mệnh nên sắp xếp công việc xong sớm để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ngoài ra, có âm sát hung tinh ảnh hưởng, chú ý họa huyết quang, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh cũ tái phát. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi dậu. Người tuổi dậu đón tháng mới với tâm trạng khá nhẹ nhàng và hân hoan khi vận khí trong tháng khá bình ổn, không có khó khăn nào quá lớn. Bạn có sự chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, nên dù có vấn đề nào xảy ra cũng vẫn tự tin để vượt qua. Với sự hỗ trợ của Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, công việc của con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại, dù có bạn cũng được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình, tháo gỡ vấn đề nhanh chóng đây là cơ hội thuận lợi để bạn học tập cách làm việc kinh nghiệm của mọi người xung quanh trong tháng còn có dấu hiệu dịch chuyển thay đổi môi trường làm việc bạn càng năng động sẽ càng may mắn nếu được giao trọng trách hãy cứ tự tin thể hiện bản thân chỗ nào không rõ thì hỏi lại đừng quá lo lắng những điều chưa xảy đến mà bỏ lỡ những cơ hội hiếm có như vậy tài lộc trong tháng cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ làm thêm cũng tăng lên giúp bạn cải thiện cuộc sống con giáp này thoải mái hơn trong việc tiêu pha mua những món đồ mình thích vận trình tình cảm của tuổi cũng dậu rất đáng mong đợi với những tín hiệu khả quan nhất là đối với người độc thân có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp cùng quan điểm trong cuộc sống các cặp đôi có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng trong cuộc sống của cả hai Tuổi dậu đủ mạnh mẽ để quyết định cho tương lai của mình dù người ngoài có ý kiến thế nào đi chăng nữa. Tình hình sức khỏe khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Chỉ cần người tuổi này chú ý chế độ ăn uống của mình sao cho đảm bảo an toàn, dinh dưỡng đầy đủ thì không có vấn đề nào đáng lo. Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen luyện tập thể thao đều đặn hơn để kiểm soát tốt cân nặng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi Tuất đây sẽ là một tháng vận trình của người tuổi tuất có không ít chuyển biến tích cực nhưng mọi thứ sẽ diễn ra khá chậm đòi hỏi bản mệnh phải thật sự kiên nhẫn và bền bỉ cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau nếu biết tận dụng và vượt qua được bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng thời điểm này bạn nên tự dựa vào sức mình đừng trông chờ hay dựa dẫm vào bất cứ ai bởi chẳng ai biết bạn cần làm gì để đạt được mục tiêu mình mong muốn hơn chính bản thân bạn thời gian này bạn khá xông xáo nên dễ đưa ra những quyết định táo bạo, có lợi cho con đường sự nghiệp sau này. Nhìn chung bản mệnh hầu như không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo để lo công chuyện. Tháng này bạn ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tài lộc bị kìm kẹp. Buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý tình cảm thuận lợi cũng là một điểm sáng trong tháng của người tuổi tuất được các tinh che chở người có đôi có thể sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân gây dựng hạnh phúc từ gia đình nhỏ của riêng mình người độc thân cũng có nhiều lựa chọn đáng hứa hẹn sức khỏe của bản mệnh cũng đang ở mức ổn định không có biểu hiện gì đáng lo lắng tuy nhiên cũng đừng vì thế mà chủ quan hãy duy trì lập lịch tập thể dục thể thao đều đặn để cơ thể quen với nhịp độ tập luyện thường xuyên tử vi tháng 10 âm lịch năm 2021 của tuổi hợi. Trong tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi hợi có thể gặp phải nhiều vấn đề bất lợi do cục diện tử hình thái tuế gây ra. Bạn cảm nhận khá rõ sự khó khăn trong tháng mới nhưng hầu như luôn phải tự thân cáng đáng, không gặp được bao nhiêu sự hỗ trợ từ người khác. Công việc bận rộn, bản mệnh chạy đôn chạy đáo lo công chuyện, áp lực từ cấp trên cũng không hề nhỏ với khối lượng công việc khá lớn bạn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần làm việc ngoài giờ hoặc tăng ca cách tốt nhất để hạn chế ảnh hưởng xấu từ vận khí là hãy tự thay đổi mình theo hoàn cảnh chớ đánh mất lòng tin chỉ vì những thất bại nhất thời ngoài ra bạn cũng nên hạn chế tranh luận một cách hiếu thắng chỉ vì muốn giành phần thắng bằng mọi giá nếu không sẽ càng chịu nhiều rắc rối và mệt mỏi đây cũng không phải là một tháng may mắn ở phương diện tài lộc cho con giáp này có dấu hiệu lừa gạt, chiếm đoạt tài sản hoặc bị kẻ xấu lợi dụng khiến tiền bạc của bạn dễ hao hụt một khoản không nhỏ. Do đó, dù làm việc gì cũng phải tỉnh táo và xem xét mọi cơ hội một cách cẩn thận. Vận trình tình cảm cũng vào lúc trầm lắng, bế tắc. Dường như công việc đã chiếm gần hết thời gian của con giáp này. Người độc thân cũng không còn những khoảng thời gian riêng tư cho bản thân nói gì để yêu đương. Trong khi đó người kết hôn lại có những mâu thuẫn do cuộc sống bị xáo trộn hoặc quan điểm khác biệt do phải chịu nhiều áp lực nên sức khỏe tháng này của tuổi hợi khá bất ổn phải suy nghĩ quá nhiều việc khiến bạn luôn trong tình trạng mỏi mệt thiếu năng lượng và ảnh hưởng cả đến thói quen sinh hoạt cuộc sống đảo lộn hãy quý trọng sức khỏe của mình nhiều hơn cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại